Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Huấn luyện viên Park Hang-seo và quyết định hiếm thấy trong lịch sử đối với người hâm mộ trước khi chính thức chia tay bóng đá Việt Nam. Sau 5 năm gắn bó, huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, khép lại thành công chưa từng có ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U23. Với người hâm mộ Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn là vị thuyền trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Ngược lại, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng luôn biết ơn và trân trọng tình cảm mà người dân giải đất hình chữ S đã dành cho ông. Trước ngày đáo hạn hợp đồng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định chưa từng có trong lịch sử các đời huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay, tổ chức các sự kiện gặp gỡ tri ân người hâm mộ khi chia tay. Công ty đại diện cho huấn luyện viên Park Hang-seo là DG Manager thông báo lên trang chủ, trong 5 năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được tình cảm và sự cổ vũ vô bờ bến từ người hâm mộ. DG Manager và ông Park Hang-seo đã chung tay tổ chức một buổi fan meeting để ông có thể tri ân những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng ông trong suốt quãng thời gian làm việc tại Việt Nam. Theo đó, buổi gặp mặt giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và người hâm mộ được tổ chức tại phòng Athera 2, khách sạn Hà Nội Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, từ 18 giờ đến 20 giờ 30 ngày 2 tháng 2. 30 người hâm mộ may mắn nhất có được nhận những phần quà lưu niệm là huy hiệu của ông Park Hang-seo, quả bóng có chữ ký của ông và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Trên mạng xã hội cá nhân, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chia sẻ bài đăng của trang chủ DG Manager, vị chuyên gia 65 tuổi này bày tỏ: "Trong nhiều năm qua, tôi đã nhận được sự yêu thương và sự cổ vũ lớn từ cổ động viên Việt Nam. Vì vậy, tôi quyết định là đến lúc mà mình tri ân người hâm mộ. Tôi rất vui được gặp các bạn tại Hà Nội. Hãy điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu trong bài viết cùng với tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời cùng nhau nhé." Dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018, Á quân AFF Cup 2022 và tứ kết ASEAN Cup 2019. U23 Việt Nam giành 2 huy chương vàng SEA Games 2019 và 2022, đặc biệt nhất là Á quân 2023 của châu Á 2018. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói đùa rằng ông đang không có lương và đã bị thất nghiệp sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Vì thế ông cần tìm một công việc mới để có thu nhập lo cho gia đình. "Ôi, tôi thất nghiệp rồi, tôi không có lương rồi. Giờ tôi chỉ nghĩ làm thế nào để kiếm được việc thôi. Vì tôi còn gia đình, còn vợ con nữa." Ông cho biết mình sẽ về Hàn Quốc vào tháng 6 khi xứ sở kim chi ấm hơn so với thời tiết đang có nhiệt độ âm. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tiết lộ rằng sẽ mở một học viện chuyên về bóng đá và học đường ở Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng muốn được cống hiến cho một đội tuyển quốc gia khác trong tương lai gần. "Tôi rất coi trọng tinh thần thử thách. Tôi hy vọng mình sẽ đóng góp công sức cho một đội tuyển quốc gia khác. Tất nhiên, xác suất để tôi đồng ý đội tuyển quốc gia Đông Nam Á khác ngoài đội tuyển Việt Nam là rất thấp. Trong khi tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai rồi. Trong tương lai tại Việt Nam, tôi cùng một số người bạn sẽ xây dựng một học viện chuyên về bóng đá học đường. Tôi thấy đào tạo bóng đá ở Việt Nam chủ yếu đến từ một số tập đoàn lớn hay thông qua hệ thống đào tạo trẻ của các câu lạc bộ có tên tuổi. Nhìn từ Hàn Quốc và Nhật Bản, đội tuyển mạnh đến từ nguồn lực lượng bóng đá học đường. Khi các em được phát triển khả năng chơi bóng từ nhỏ đến khi học đại học, chính từ nguồn cầu thủ đó, Nhật Bản hay Hàn Quốc có thể lựa chọn ra cầu thủ giỏi nhất để đưa đến cấp độ chuyên nghiệp. Tôi cũng mong muốn nỗ lực của tôi sẽ giúp phát triển bóng đá học đường ở Việt Nam. Học viện mà tôi hy vọng sẽ tập trung vào bóng đá học đường như một sở thích chứ không phải biến các bạn ấy thành tuyển thủ. Học viện không chỉ dạy bóng đá mà dạy các cầu thủ về kỹ năng sống. Các bạn có thể hướng tới tương lai trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hoặc đơn giản hơn, chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân. Mục tiêu của học viện là dạy các cầu thủ chơi bóng đá và các cầu thủ chân chính đúng nghĩa." Bỏ qua tin tức về ông Park Hang-seo, Văn Toàn đã đến Hàn Quốc hội quân cùng đội bóng mới. Văn Toàn đã gia nhập Seoul Eland từ đầu tháng 1. Sau khi kết thúc AFF Cup 2022, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã trở lại Thái Lan để tham dự chuyến tập huấn cùng các đồng đội tại Chonburi. Mới đây, sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại xứ Chùa Vàng, Văn Toàn trở về thăm gia đình và làm thủ tục xin visa dài hạn để sang Hàn Quốc thi đấu. Đến sáng ngày 5 tháng 2, tiền đạo người Hải Dương đã lên đường sang xứ sở kim chi. Sau 5 tiếng di chuyển, Văn Toàn đã có mặt tại Seoul. Theo chia sẻ của Văn Toàn, anh sẽ có một buổi kiểm tra y tế, chụp hình và ra mắt đội bóng mới tại Seoul trước khi đến địa điểm tập trung. Hiện tại, Seoul Eland đang có chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần tại Busan. Đây có thể xem là giai đoạn quan trọng đối với cá nhân của Văn Toàn. Thời gian qua, tiền đạo sinh năm 1996 cho thấy sự hòa hợp khá tốt đối với đội bóng mới. Dẫu vậy, để ghi điểm với huấn luyện viên Park Chukwun, Văn Toàn cho biết bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. "Tôi đang gắng sức để sớm thích nghi với cường độ luyện tập của đội bóng mới. Quãng thời gian tập luyện tại Thái Lan vừa qua thực sự có ý nghĩa với cá nhân tôi. Hy vọng trong 3 tuần sắp tới, tập huấn tại Busan, tôi sẽ có màn thể hiện tốt hơn để chiếm được niềm tin của huấn luyện viên trưởng." Được biết, trong thời gian tới, Seoul Eland sẽ tìm một phiên dịch Hàn Việt nhằm hỗ trợ Văn Toàn trong việc luyện tập và sinh hoạt tại Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn buổi sáng thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng cho ngày mới.